Chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và cảm ơn các bạn đã bước vào cái video này. Và Lộc biết rằng khi mà các bạn bước vào cái video này thì các bạn là những người đang gặp phải cái vấn đề về xương khớp, đang gặp phải cái vấn đề về thoái hóa cơ khớp. Thì xương khớp của chúng ta, cái thời gian trôi qua đi, chức năng của cơ thể chúng ta không còn đủ cái sức mạnh để tự tổng hợp và tự nuôi dưỡng cái kết cấu cơ, kết cấu xương. Và khi chúng ta làm việc nặng, hoặc làm việc lao động mất sức thì chúng ta cảm thấy đau, chối, nhức. Và đặc biệt là những người già, dù là không làm gì nặng mấy nhưng họ cũng thấy đau nhức vì cái chức năng của toàn bộ hệ thống cơ thể nó giảm dần. Thì ở đây một cái sản phẩm là một cái viên uống thực phẩm chức năng, nó đã tổng hợp sẵn cho chúng ta, thì cơ thể chúng ta sẽ không cần phải mất nhiều cái thời gian để tổng hợp cái chất đó nữa. Thì chúng ta có một viên uống sẵn rồi. Thì cái hộp này Lộc chia sẻ một chút là Lộc đã làm siêu hộp nó với giá rất là rẻ thôi, giá rất là rẻ mà có lẽ là sẽ không ai bán cho các bạn một cái giá đó. Lộc bán một cái giá đó là 199k và miễn phí ship trên toàn quốc một hộp này. Thì nó có làm siêu hộp thì nó mới có cái giá rẻ như vậy. Còn nếu các bạn ra ngoài thị trường kia, bạn mua một hộp này chắc chắn sẽ là ít nhất là phải 250 đến 280, chứ không là câu chuyện 200 mà lại miễn phí ship đâu. Thì đây là một cái sản phẩm, nó có cái tem niêm phong ở đây. Đấy, tem niêm phong, tem chống giả đây. Ok, thì chúng ta phải mở sạch cái tem đó, ta mới mở cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì Lộc sạch da thì các bạn biết rồi, Lộc sẽ bổ sung cho Lộc. Và các bạn biết là một người thanh niên thì không cần bổ sung quá nhiều, nhưng Lộc biết rằng 3 ngày Lộc sẽ uống một viên. Đấy, Lộc sẽ không bổ sung quá nhiều. Lộc thiếu thực phẩm chức năng bởi vì Lộc cảm thấy là thiếu thực phẩm chức năng, mình không phải ăn quá nhiều, mình giảm tải được cái lượng làm việc, cái sức mạnh làm việc của cái dạ dày đi. Vậy mình cũng không biết là mình sẽ ăn cái gì để cho nó đủ chất nữa. Đấy, không có thời gian để đi chợ nên là mình thường hay uống thực phẩm chức năng này như vậy. Thì cái sản phẩm này ở đây là một cái giấy tiếp nhận đăng ký. Đó, đây là một cái giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm nha. Đấy, thì đây là một cái giấy để nói rằng cái cục an toàn thực phẩm, cục an toàn về thực phẩm của Bộ Y tế đã chứng nhận cái sản phẩm này là một sản phẩm tốt cho sức khỏe và được tiêu dùng, được cấp phép. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Đấy, và cái công ty sản xuất chịu trách nhiệm thì nó có ở đây. Các bạn có thể dừng lại cái video này để đọc, nó không muốn nói nhưng mà nó có thể dừng lại cái video để đọc, hoặc các bạn có thể xem ở phần mô tả của cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này, một hộp của nó được đóng trong cái chai thủy tinh lắp nhựa, và hộp này có hạn sử dụng lên đến 3 năm nha, đến 3 năm, để trong nhiệt độ 25 độ C, dưới 25 là 25 độ C, khoảng 25 độ C, và không tiếp xúc ánh sáng ấy, mặt trời, thì sẽ để khoảng tầm 3 năm. Thì cái sản phẩm này thì một cái lọ như này, thì một cái lọ ở đây như này là chúng ta đã có 50 viên được đóng trong cái thùng hộp giấy như này. Đó, một hộp giấy thôi thì nó sẽ giảm cái giá thành của cái sản phẩm xuống. Chúng ta nếu mà đóng cái hộp đẹp hơn thì cái giá thành nó sẽ đắt. Hộp này 50 viên, nếu như mà Lộc uống 3 ngày một viên thì các bạn biết là sẽ bao nhiêu lâu, đúng không? Sẽ khoảng nửa năm hết cái hộp này. Thế thì Lộc uống chỉ là để bổ sung thôi, chứ không phải là mình bị bệnh tật hay là bị đau yếu gì mà uống. Thế cho nên là Lộc không làm theo hướng dẫn của cái nhà sản xuất, họ khuyến cáo khuyên dùng ở đây. Họ khuyến cáo khuyên dùng ở đây thì cách dùng đó là uống 2 viên một lần và một ngày để uống 2 lần, tức là một ngày bạn còn uống 3-4 viên đó, với người già. Thì cho nên là nếu như uống với người già 4 viên thì trong một ngày thì các bạn chỉ nửa tháng là hết hộp này thôi, nửa tháng hết hộp này thôi. Đấy, nhưng mà Lộc thì uống phải nửa năm, không thể là nửa tháng được. Đấy, Lộc chỉ gọi là Lộc làm thanh niên mà, đúng không? Và cái sản phẩm này nó có cái khoảng thời gian hạn sử dụng của nó đến 3 năm thì chúng ta không có đáng sợ gì hết cả. Thì tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn TCCS, thì các bạn có thể lên trên Google và tra xem cái tiêu chuẩn TCCS nó là cái gì nhá, là tiêu chuẩn gì. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số các thành phần cấu tạo của nó, sẽ có cao liễu trắng, cao liễu hương, cao dây đau xương. Đấy, rồi là các thành phần tổng hợp như megaoxid, như magiosid, như
sulfate, collagen type 2, các loại khác như là canxi carbonate nano, chiết xuất cây bút quỷ, rồi là peptan, glucosamin, ôi rất là nhiều thứ ở trong sản phẩm này. Thì sản phẩm này cũng giống như tất cả các sản phẩm thực phẩm chức năng khác, họ luôn đề đó là không phải là thuốc và không có tác dụng thay thuốc uống chữa bệnh, và chúng ta không nên dùng cho người mang thai và trẻ em cho con bú, bởi vì đây là một sản phẩm cung cấp cái thực phẩm mà nó cung cấp một cái lượng dinh dưỡng khá là cao. Nếu mà cho trẻ em dưới 18 tuổi uống thì cái khả năng phát triển của nó sẽ nhanh hơn cái độ tuổi thì nó không được phép. Và người phụ nữ mang thai cũng vậy, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chu kỳ bình thường của đứa trẻ trong bụng. Thì ở đây cái điều quan trọng là như vậy, chủ yếu là uống cho những người từ 20 tuổi trở lên, 20 tuổi trở lên uống bổ sung, uống tổng hợp, hoặc là người già uống để điều tiết hỗ trợ cái hệ thống hấp thu tổng hợp và nuôi dưỡng cơ thể. Thì đây là một lần chia sẻ cái sản phẩm này như vậy. Nó có tên là Chulsamin, nó có tên là Chulsamin, một sản phẩm của Việt Nam. Bạn đừng bao giờ nghĩ đó là một sản phẩm nước ngoài nhé, bạn nhớ như vậy, nên là giá của nó rất là rẻ khi bán ở tại Việt Nam. Sản phẩm Việt Nam bán ở Việt Nam vô cùng rẻ. Thì ở đây là chúng ta, thì đây là Lộc muốn chia sẻ với các bạn một điều nhỏ nhoi như vậy. Về cái nữa là khi sử dụng cái sản phẩm này, Lộc có một số lớp góp ý thêm về kiến thức chăm sóc sức khỏe của mình. Lộc có một kiến thức chăm sóc sức khỏe như thế này, đó là nếu như các bạn mắc bệnh liên quan đến gan hoặc gan bị yếu, thì khi uống cái sản phẩm này thì các bạn không nên uống 4 viên một ngày, 2 lần một viên, 2 viên một lần, mà các bạn nên uống thử trước, uống thử xem là cái gan của các bạn ấy nó có lắng không. Vì uống thường là cái gì mà có canxi ấy thì nó rất là nóng, và cái gan của bạn không kịp đào thải thì nó sẽ mọc mụn, rồi nó sẽ khó chịu, tối không ngủ được. Thì chúng ta nên là uống tạm thời uống một viên trước để xem là cơ địa ta có hấp thu được không, cơ địa ta có chịu được cái sức nặng của cái sản phẩm này không, vì nó tổng hợp rất là nhiều chất vào đây, và cái chất đó tổng hợp sẵn rồi thì cơ thể ta chưa kịp hấp thu, và bất ngờ hấp thu một cái lượng canxi lớn thì nó sẽ làm cho gan bị nóng, nóng cơ thể và bắt đầu mọc mụn. Thì này là cái vấn đề về gan. Và thứ hai nữa, mà nếu các bạn nào mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa thì các bạn cũng uống thử, cũng đừng uống nhiều quá. Nếu như uống nhiều quá thì sợ rằng là nó chưa kịp hấp thu cái canxi và chất dinh dưỡng ở trong đây cho các bạn, thì các bạn đã bị cái đại tràng hoặc là bị cái khả năng hấp thu của ruột non đấy nó đào thải đi mất. Thì hơi phí, thì các bạn uống thử trước để xem cảm giác nó có ảnh hưởng gì, cái cơ địa của mình ảnh hưởng gì đến cái hệ thống tiêu hóa không. Nhiều bạn là uống cái này vào, nhiều bạn uống các loại canxi hoặc các loại này vào ấy, thì thường là uống trước bữa ăn nửa tiếng, nhưng mà sau khi uống rồi, mà sau khi mặc dù là uống trước nửa tiếng rồi nhưng mà vẫn cảm thấy hơi đau bụng hoặc tức bụng khi mà sau khi ăn cơm xong. Đấy, thì đó là cái hệ thống tiêu hóa của bạn nó bị áp lực vì họ phải hấp thu một cái lượng chất dinh dưỡng mà không phải là do chính nó tự tổng hợp được, mà nó chỉ là nhận lấy mà thôi. Thì đấy là các bạn, là muốn chia sẻ các bạn. Và cái thứ nữa là các bạn không nên uống cái sản phẩm có canxi, liên quan đến canxi sau 9 giờ tối, bởi vì thường là sau 9 giờ tối cái thận chúng ta đã giảm cái quá trình hoạt động của nó, làm việc của nó, thận nó làm việc chậm lại. Mà các bạn uống sau 9 giờ tối thì cái canxi của sản phẩm nó sẽ làm dễ đọng cặn trong thận. Và các bạn nào mà có các bệnh về thận rồi đấy thì cũng nên uống từng viên một, uống ít một, xem cái thận của các bạn nó có chịu được cái thành phần canxi, thành phần chất dinh dưỡng mà cái này nó tổng hợp được hay không, cái sản phẩm này nó cung cấp hay không. Bởi vì thận của chúng ta là cái cơ quan nuôi xương, nuôi gân, nuôi cơ, nuôi tủy sống, là thận chúng ta là cái cơ quan nuôi cái đó, và khi uống cái này vào thì thận sẽ là cái cơ quan làm việc nhiều nhất với cái sản phẩm này. Đấy, nếu các bạn nào mắc các bệnh thận thì nên nhớ là không được uống sau 9 giờ tối và không được uống quá nhiều. Đấy, các bạn uống thử dần dần xem là cái thận của mình nó có tổng hợp được không, xem kích ứng theo vấn đề gì không. Và nếu các bạn uống các sản phẩm bổ thận khác cùng với sản phẩm này nhé, bạn uống cái sản phẩm bổ thận khác nó không biết là sản phẩm là tráng dương tăng cường sinh lý hay là giúp tăng cường cục yêu hay các thứ, nó không cần biết, hay là tiểu tiện, nó không còn quan trọng. Nhưng nó có nói các bạn, nếu các bạn đang uống một cái sản phẩm bổ thận mà muốn uống
bổ sung cả xương khớp các thứ này, thì các bạn nên uống hai cái loại thuốc đó cách nhau ra khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng nhé. Nửa tiếng đến một tiếng thì nửa tiếng thì ít nhất là nửa tiếng, hoặc là ít nhất là nửa tiếng, tức là uống cái bổ sung canxi xương khớp này cách cái sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung thực phẩm chức năng hỗ trợ thận chữa thận yếu sinh lý đấy, uống cách nhau, uống sản phẩm này với cái sản phẩm thận khác cách nhau 30 phút, ít nhất là 30 phút. Đấy là cái chia sẻ với kiến thức của Lộc muốn chia sẻ với các bạn. Thế còn các bạn làm mất chi tiết nhiều hơn thì các bạn nhắn tin trong Zalo cho mình nhé, thì Lộc sẽ chia sẻ với các bạn. Và nói chung thì cuộc sống này chúng ta là thì nói chung cuộc sống của chúng ta bây giờ nó không như ngày xưa mà nó hiện đại hơn là nhiều. Chúng ta có thực phẩm chức năng thay thế cho cái đồ ăn đồ uống hàng ngày. Đây là các bạn nên có những cái kiến thức để có thể tự điều phối và chăm sóc sức khỏe cho mình thật là tốt. Rồi hẹn gặp lại các bạn tất cả trong tất cả những video tiếp theo. Goodbye.